để hiểu rõ hơn ngoài Phương Mỹ và Tiara dành cho Hoa hậu và Á hậu, ngay bây giờ sẽ là giải thưởng. Hoa hậu Việt Nam được gửi một lời chào, một lời chúc sức khỏe và một lời cảm ơn vì sự có mặt đông đủ của tất cả các quý đối tác, quý nhà tài trợ, các người đẹp, Hoa hậu, Á hậu. Nếu không có sự đồng hành, sự chung tay, sự hợp sức của những nhà tài trợ, của những đối tác, từ những nhà tài trợ chính, đối tác bị cộng, hay là tất cả những đơn vị đối tác khác, từ Thái Tuấn, nhà tài trợ trang phục, The Shop. Và tôi nghĩ là để các bạn có thêm sức khỏe, có thêm tinh thần và có thêm niềm động lực để có thể vươn đến được vương miện cao quý. Lời thứ hai thì tôi muốn dành một lời cảm ơn nữa đến với tất cả các anh chị đã có mặt ở đây từ rất là sớm. Ngày mai là ngày báo chí cách mạng Việt Nam, để xứng đáng được tổ chức trong một cái ngày đặc biệt, đó là ngày báo chí Việt Nam. Và một lần nữa chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị báo chí đã dành thời gian. Ngày hôm nay tôi biết là có một chàng pháo tay nữa để gửi đến tất cả truyền thông. Không có truyền thông thì không có thành công với cuộc thi Hoa hậu của Việt Nam. Ngày đầu tiên tôi đứng trên sân khấu này tôi đã nói như rất là bận. Các bạn đã tập luyện từ sáng đến đêm, tất cả các ngày. Ngày hôm nay trước khi qua đêm make up các bạn cũng tập luyện. Rồi, anh mong tụi em sẽ giữ được cái tinh thần này, ngọn lửa này đến đêm bán kết và đêm chung kết. Vương miện thì chút nữa đây mình sẽ bật mí. Nhưng mà Vina Woman thì đến thời điểm này ban tổ chức tự hào là mình có 41 lời cảm ơn đến ekip của mình. Những người mà ngày hôm nay đang có mặt ở đây, hậu đài, cánh gà, sân khấu, rất là nhiều nơi khác nhau để tổ chức và chung tay. Sân khấu ngày hôm nay, ông Lương Giang Thạch, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán quốc tế ICBA. Trở lên sân khấu là chung kết cùng với Unilever. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 có thể đảm bảo được tính công bằng và khách quan 2022. Xin được chúc mừng những hợp tác của Unilever và ICBA. Mời ông Trần Ngọc Nhật, trưởng ban tổ chức cuộc thi. Xin được bật mí là chiếc cung điện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Chúng tôi vô cùng trân trọng sự đón nhận của cuộc thi thành công của Việt Nam. Và thưa quý vị, đồng hành của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Đại diện cho công ty cổ phần trang sức đá quý Infinity là một thành viên của tập đoàn Yam Group với thương hiệu. Chúng tôi cũng đã đồng hành với các chương trình của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cụ thể trong những năm vừa qua. Ngày hôm nay tại sự kiện Kim Hoàng lành nghề nhất của Việt Nam là một tuyên IIGC sẽ mang một ý nghĩa vinh quang. 1, 2, 3 Xin mời quý vị.